Xin chào tất cả các bạn. Trước đây mình đã hướng dẫn các bạn cách dán màng rung cho sao tàu một cách cơ bản nhất. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách dán màng rung phức tạp hơn một chút và tạo hiệu quả âm thanh tốt hơn một chút. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cây sao tàu loại đẹp đây rồi, loại 300 ngàn. Mình lắp cho nó thẳng với lại lỗ thổi thẳng với lỗ bấm, xong rồi mình đã lắp xong cái cây sao tàu. Và chúng ta chuẩn bị như sau: chuẩn bị gói màng rung, gói này thì thuộc loại rẻ tiền này. Chuẩn bị một lọ keo dán, mua hẳn loại đắt tiền đi. Ở đây mình chuẩn bị keo khô cho nó sạch. Thực tế thì sử dụng thì keo nước có vẻ mang hiệu quả tốt hơn, nhưng mà thôi, mình ở đây mình đã chuẩn bị keo khô rồi. Chuẩn bị một cái kéo loại đắt tiền. Bây giờ mình tiến hành mình cắt màng rung. Thì trong cái gói màng rung này của nó đã gồm rất nhiều miếng màng rung nhỏ. Đấy, nó dùng nhiều giải màng rung này. Mình cắt ra một miếng thôi. Cắt độ khoảng 1 cm vuông là được rồi, là thoải mái. Thì ngay ngay cái miếng dán bằng rung này, nó thực ra nó đã làm một cái hai lớp, nó là một cái hình ống ép lại hai lớp. Mình sẽ lấy dao, lại lấy cái dao mổ khoét sáo này tách ra đôi ra. Ra hình ống như này thì chúng ta lại dùng dao mổ, chúng ta tách ra thành một miếng thôi. Sau đó nó sẽ ra một miếng mỏng như này. Việc của chúng ta là sẽ dán bằng rung lên cái lỗ này. Đấy. Đây là chính là cái lỗ để dán bằng rung, nằm giữa lỗ bấm và lỗ thổi, chính là cái lỗ dán bằng rung này. Thì mình sẽ thực hiện mình dán lên đây. Nhưng lần này thì chúng ta sẽ dán phức tạp hơn một chút. Thực hiện bôi keo lên cái miệng này, đừng bôi keo lên cái màng nhá. Chúng ta bôi keo lên cái chỗ lỗ dán màng rung đây. Chấm cho vài cái bây giờ là lấy tay. Đúng là keo khô này làm khó hơn được cái sạch thôi. Mình vẫn thường xuyên là dùng keo ướt. Thì đến lúc mình điều chỉnh cái màng rung nó dễ hơn. Dùng keo khô lá nó điều chỉnh khi nó dính vào đấy, điều chỉnh khó lắm. Đổi màng đây. Đây màng rung đây. Chúng ta áp đây. Như lần trước tôi hướng dẫn thì về cơ bản chúng ta áp này xong là chúng ta thổi thử là được. Nhưng lần này chúng ta sẽ thực hiện làm cho cái màng này nó nhăn lại. Đấy. Cái phần giữa này nó nhăn lại. Vẫn căng nhưng mà vẫn nhăn, có nghĩa chúng ta dồn dồn trên này xuống, dồn này vào giữa. Đấy. Dồn hai phía màng này vào giữa này cho nó nhăn lại như thế này. Không biết là các bạn có nhìn rõ không? Đó. Thì khi mà cái màng nó nhăn lại này thì nó sẽ cái diện tích màng ở cái trên cái miệng lỗ này nó sẽ dày dày hơn, nó rộng hơn, diện tích nó sẽ rộng hơn vì nó đã thành nhiều nếp gấp này. Thế thì hiệu ứng âm thanh của nó sẽ cũng dày lên. Mình thử thổi xem nó đã được độ căng được chưa. Vậy là căng quá. Đã dồn hai bên cho nó trùng bớt đi. Và đây, sau khi là mình đã điều chỉnh xong thì nó sẽ tạo ra cái nếp nhăn nhăn như thế này đây. Thì mình phải cầm như này, mình cho các bạn quan sát thì nó dễ nhìn thấy cái nếp nhăn. Đấy, cái nếp gấp của cái màng rung. Thì bây giờ là mình thổi thử. Mình đã điều chỉnh rồi. Thổi thử để xem cái hiệu ứng âm thanh của nó.